Loài cua lớn nhất thế giới là cua nhện Nhật Bản, Macrochia kaempferi. Cơ thể cua có thể dài tới 16 inch, chiều rộng mai và toàn bộ con cua có thể nặng tới 42 pound. Loài nhện lớn hơn ngoài đời này có sải chân lớn nhất so với bất kỳ loài động vật chân đốt nào và từ móng vuốt này sang móng vuốt khác, nó có thể dài tới 12,1 feet. Loài cua này ăn vật chất thối rửa dưới đáy đại dương và đặc biệt loài này có thể sống tới 100 năm hai Cua khổng lồ Tasmania Cua khổng lồ Tasmania, Chips Ludokin, thường được tìm thấy ở độ sâu khoảng 560 đến 590 feet dưới đáy bùn ở Nam Úc đại dương ngay trên rìa thềm lục địa trong suốt mùa hè. Những con cua này có xu hướng di chuyển đến độ sâu xa hơn từ 620 đến 1310 feet trong mùa đông. Chế độ ăn của loài cua khổng lồ này bao gồm các loài chân bụng di chuyển chậm như sao biển và động vật giáp sát, chúng cũng được biết là ăn xác chết, thịt của động vật đã chết. Cua khổng lồ được coi là một trong những loài cua lớn nhất trên trái đất. Nó có thể đạt khối lượng đáng kinh ngạc là 39 pound và chiều rộng mai lên tới 18 inch. Điều thú vị là những con cua Tasmania cái chỉ đạt kích thước bằng một nửa con đực, hơn nữa, khối lượng trung bình của con đực là hơn 30 pound, trong khi con cái sẽ chỉ đạt mức trung bình là 15 pound. Phần trên của mai của chúng có màu đỏ và bụng của chúng có thể có màu sáng hoặc vàng. Ba, cua dừa, cua dừa, bơ Berguc latro hay lớp cướp là loài lớn nhất trong các loài cua sống trên cạn họ hàng gần nhất của cua dừa là cua ẩn sĩ tuy nhiên chúng đã tiến hóa để trở nên khổng lồ cua dừa khổng lồ là latro với móng vuốt khỏe nhất hơn nữa chúng được trang bị những móng vuốt khỏe nhất trong tất cả các loại giáp sát sống trên cạn mang lại lực ba nghìn ba trăm newton khi ở giai đoạn phát triển ấu trùng chúng sẽ sống ở biển khoảng một tháng trước khi di chuyển vào đất liền loài cua này sống ở quần đảo batan thuộc philippines những con cua này có thể nặng tới 9 lb và cao tới 3 feet 3 inch. Cua dừa nằm ở các đảo trên Thái Bình Dương, ở những khu vực có con người sinh sống, sự hiện diện của chúng đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, chúng được tìm thấy trên các đảo trên Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Cua dừa không có khả năng bơi lội nên dành phần lớn cuộc đời của chúng trên cạn. Cua dừa khi còn nhỏ sẽ sống trong vỏ ốc cho đến khi lớn quá mức. Khi đã quá lớn, chúng sẽ đào hang dưới lòng đất làm nhà, thường là ngay bên cạnh những cây dừa. Những con cua này có thể sống tới 60 năm và chế độ ăn của chúng chủ yếu bao gồm thực vật có hạt, động vật nhỏ, xác thối và trái cây bốn, Cua bùng khổng lồ, cua huỳnh đế, Sila serata, hay còn gọi là cua rừng ngập mặn, cua biển Indo Thái Bình Dương, cua đen và các tên khác. Cua biển thuộc họ Portundia. Cua biển khổng lồ Sila serata, hai chân sau dẹp, hai chân sau của chúng dẹp và định vị để bơi. Là loài cua lớn, chúng có mai rộng và móng vuốt lớn giúp chúng sử dụng hiệu quả để cắt và nghiền nát con mồi. Phần lớn, những con cua này có màu xanh lấm đốm hoặc nâu sẫm. Cua biển khổng lồ có mai trung bình 9 in và có khả năng đạt tới 11 pound. Chúng thường được tìm thấy ở rừng ngập mặn và cửa sông dọc theo Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Nguồn dinh dưỡng chính của cua biển là giáp xác và nhuyễn thể. Chúng cũng sẽ ăn cá và thực vật. Cua biển khổng lồ có mai rộng và móng vuốt lớn. Con cái sẽ vùi mình trong bùn, còn con đực sẽ tìm nơi trú ẩn trong hang. Khi nhiệt độ giảm xuống, cua ngừng hoạt động. Năm, cua đỏ, cua hoàng đế đỏ, Paralitho thường được gọi là cua hoàng đế Alaska. Cua huỳnh đế đỏ có nguồn gốc từ Bắc Thái Bình Dương và biển Bering. Cua huỳnh đế đỏ Paralitho chips trong đại dương loại của này tình cờ là loại cua mà mọi người nghĩ đến khi nói đến ẩm thực và kết quả là chúng được nhắm đến và được thu hoạch trên khắp các vùng biển mà chúng sinh sống. Dân số của chúng đã giảm dần do đánh bắt quá mức, sự nóng lên toàn cầu và những kẻ săn mồi tự nhiên của chúng. Trên thực tế, cua hoàng đế đỏ là loại cua hoàng đế lớn nhất. Với khối lượng 6 lbs và mai dài 7 in, những con cua này có khả năng đạt tới 28 pound và mai của chúng có thể đạt tới 11 in. Những con cua này được đặt tên như vậy vì màu sắc của chúng khi nấu chín, nhưng trong tự nhiên, chúng có thể có màu xanh lam hoặc đỏ nâu và được bao phủ hoàn toàn bởi những chiếc gai sắc nhọn. 6. Cua nâu, cua nâu, cancer pagurus là một trong những loài cua ăn được phổ biến hơn. Cua nâu được biết là sống ở Bắc Đại Tây Dương, Biển Bắc và địa Trung Hải, sâu tới 330 feet, loài này có màu đồng đỏ rực rỡ, với mai hình bầu dục giống như vỏ bánh xung quanh các cạnh, còn cua nâu có đầu móng màu đen. Cua cái thường lớn hơn cua đực và có thể cao tới 10 in trong môi trường sống thích hợp, nhưng chúng thường bay khoảng 6 in, 7 pound. Cua nâu ẩn mình bên dưới những tảng đá, bên trong các lỗ hổng, bên dưới và xung quanh các mảnh vụn chúng kiếm ăn vào ban đêm vì chúng sống về đêm thường chọn những con cua nhỏ hơn động vật da gai và động vật thân mềm thường thì loại cua này được nuôi sau khi đánh bắt cá mạo hiểm để bắt càng nhiều càng tốt động vật ăn thịt chính của chúng là bạch tuộc điều thú vị là cua nâu không bao giờ ngủ cũng như không nhắm mắt thay vào đó chúng vùi mình vào ban ngày và thức để canh chừng những kẻ săn mồi con cua nâu thực sự có thể sống lâu hơn nhiều người chúng được biết là sẽ kẹp móng vuốt rất mạnh khi cảm thấy bị đe dọa vì vậy mặc dù chúng thường không chỉ tấn công nhưng chúng sẽ khá chặt nếu bạn đến quá gần Bảy, Cua bể, cua đung gens, Magister, là loài được đánh bắt nhiều nhất mà những người câu cá nhắm đến gần các đại dương ven biển phía Tây ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Ở Bắc Mỹ, những con cua này thích môi trường sống có bùn hoặc các gần các cửa sông trống gần biển. Mặt trên của vỏ có màu nâu tía, mặt dưới có màu kem, bạn có thể tìm thấy cua đung ở bất cứ đâu từ độ cao chỉ 43 feet cho đến 7175 feet. Chúng cao gần 10 in và nặng từ một cân rưỡi đến 3 cân, cơ thể của chúng rộng và hình bầu dục, vỏ cứng. Chúng có bốn chân để đi lại và hai móng vuốt chúng chủ yếu ăn cua cá sao biển mực dung và bất cứ thứ gì khác có thịt những kẻ săn mồi của chúng là bạch tuộc trái cá biển con người và cá bơn thái bình dương so với cua nâu và các loại cua ăn được khác cua Dungens đắt hơn vì lượng thịt ít so với kích thước lớn của mai bạn chỉ có thể ăn một vài ao điều này khiến giá của món ngon phổ biến này tăng cao số 8, cua opilio cua opilio chiones opilio là một loại cua tuyết bạn sẽ tìm thấy chúng ở bắc thái bình dương và tây bắc đại tây dương đây là một loại cua ăn được nổi tiếng khác được đánh bắt gần canada và nga sau đó được bán trên toàn thế giới Chúng thường có màu hơi nâu đến đỏ tươi ở mặt trên và màu trắng hoặc vàng ở mặt dưới, những con đực thường lớn hơn những con cái và chúng có thể lớn tới 6 inch rưỡi, nặng tới 3 bao. Độ sâu môi trường sống của chúng là 164 đến 820 feet, tùy thuộc vào khu vực đại dương mà chúng đang ở. Cua Opilio thường ăn bất cứ thứ gì ở dưới đáy đại dương như tôm, cá, dung, động vật không xương sống nhỏ, nhím biển, vờ vờ, con người, cá bơn, hải cẩu, mực, cua lớn hơn và các loại cá khác là kẻ thù của chúng. Chúng chết sau khi giao phối, thường mất từ 5 đến 6 năm sau khi chúng được sinh ra. 9. Cua xanh, cua xanh, Calinex sapidus, còn được gọi là cua xanh Chesapeake và cua xanh Đại Tây Dương, đáng chú ý nhất là có nước da màu xanh ô liu với càng xanh sáng, mặc dù chúng có thể cao tới 9 in, nhưng chúng sẽ nặng hơn một thao một chút. Những con cua xanh này thường được tìm thấy trên khắp vịnh Mexico và Đại Tây Dương, tuy nhiên, giờ đây họ đã mạo hiểm đến các khu vực khác trên thế giới để đánh bắt và bán. Cua xanh ăn hầu, cá nhỏ, nghêu và các động vật khác đang phân hủy, chúng chỉ sống khoảng 3 năm và chúng sống ở vùng nước nông trong phần lớn thời gian đó. Chúng mình để giữ ấm trong mùa đông, chúng sinh sản ở nhiệt độ ấm áp và thường gặp khó khăn trong những tháng lạnh hơn chúng cũng phát triển nhanh hơn hoặc chậm hơn dựa trên nhiệt độ xung quanh, ví dụ, cua xanh ở vịnh Mexico lớn nhanh hơn so với cua đồng loại ở vùng nước lạnh hơn và có thể trưởng thành chỉ trong vòng một năm. 10. Cua đá Florida, nếu bạn đã quen thuộc với loài cua quý hiếm thì bạn sẽ biết cua đá Florida, Manip Messeria, không chỉ ăn được mà còn là một trong những loài cua đắt nhất thế giới, chợ bán đắt cua đá Florida Manip Messeria. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể ăn càng của chúng, vì vậy khi một cần thủ bắt được cua, họ phải thả chúng trở lại biển sau khi đã thu hoạch càng. Cua cái lớn hơn cua được và nói chung, cua đá Florida có mai dài từ 5 đến 6 inch với móng vuốt dài tới 5 inch. Chúng thường chỉ nặng khoảng 3 đến 5 sơ Bạn có thể tìm thấy loại cua này ở các đầm lầy ngập mặn và phía tây bắc đại tây dương. Loại cua này sẽ đào hố sâu từ nửa phút đến 3 phút ở vùng nước nông. Kẻ thù của chúng là rùa, con người, bạch tuộc và cá bớp. Chúng ăn hầu, động vật thân mềm nhỏ và dung.